xương này cả nhà. Này. Ấy. Hấp rồi. Sáng sớm bây giờ ba mẹ con chuẩn bị đi học đó ông bà cô chú ơi. Con lại con chào ông bà cô chú một cái đi. Xin chào cả nhà, xin chào bà cô chú ạ. Cái gì nói cái câu sau là câu gì vậy? Xin chào cả nhà, xin chào bà cô chú. Wow, rồi cái câu sau hồi nãy nói là gì không biết nữa. Ông chơi con trai. Cái cặp nè, mang cái cặp lên để cho ông bà cô chú xem coi cái cặp nặng lắm không nha. Cái cặp ở bên đây đi học từ lớp 1 trở lên là cái cặp như thế này nè ông bà cô chú. Mà Thi không biết là nó nặng hơn so với bên Việt Nam không đâu. Cho ông bà cô chú thấy có cái bánh xe. Cái cặp ở đây nó có cái bánh xe nè ông bà cô chú. Khi nào nặng quá đó, cái bắt đầu mấy đứa nó kéo cho nó đỡ nặng. Không, Việt Nam sẽ có sốt. Không, không có thấy. Hồi con kéo cho ông bà cô chú xem nha. Thi xin chào cả nhà, xin chào ông bà cô chú đã trở lại với kênh của Mỹ Thi Cuộc Sống Phát. Nó con gái đi tới đây cái nào nó núp nè ông bà cô chú. Ở bên đây á, mẫu giáo á, thì đi học á, không có cái gì trong sách hết trơn. Cái vở sách nó trống trơn rồi, thành ra thì để trong trường luôn, thì không có mang theo. Chỉ có để một bộ đồ phòng khi mà lỡ có đi tiểu rồi đó. Còn con trai Thi là phải đem cái con kéo đi mà quay phim cho ông bà cô chú xem con kéo cái ok tăng sông bà ta dê lưu ve. Cái tiếng cái kéo cái vỏ sách nó hơi lớn tiếng. Khi á mà nặng quá thì bắt đầu kéo giống như cái vali gì đó ông bà cô chú đó, cả nhà thấy không, kéo rất là tiện. Mà con cái đường này nó hơi gồ ghề đó, thành ra có tiếng động hơi nhiều á, hơi lớn. Mà Thi nghĩ chắc bên Việt Nam cũng có, tại hồi xưa hồi thời của Thi á thì không có. Ui. Rồi chuẩn bị á, là Thi đi đến trường có con trai của Thi rồi đó ông bà cô chú. Thì trường có con trai Thi á, nó cách nhà Thi á chừng 5 phút đi bộ à. Còn trường có con gái thì nó hơi xa hơn tí xíu, tầm 7 phút. Nó ở bên đây á, thì sẽ có một cái người mà phụ trách là đưa và giống như là chặn xe lại để cho trẻ em đi qua bên bên đường á. Đó, như vậy đó, ở trường học. Merci. Ở trường học nào cũng có một cái người như vậy hết trơn á. Đây là cái chiếc xe bus mà để cho học sinh đi học đó cả nhà. Thí dụ nhà xa quá đó là bắt đầu người ta chở học sinh tới nhà, xong rồi bắt đầu người ta lại tới nhà người ta rước học sinh luôn. Con của Thi thì tại do ở gần quá thành ra không có mà đi xe bus. Lúc trước thì nó có đi xe bus này nè, do là Thi ở xa mà từ lúc mà ở gần thì không có con xe bus nữa. Làm cho da gà nó vàng á cả nhà, Thi sẽ lấy nghệ cả nhà, Thi gắt lên. Thì thấy á, trên mạng á, người ta chỉ á, là lấy nghệ dắt lên mình ướp con gà như vậy nè, mình để lên da của nó, mình massage chút xíu á, làm cho da gà nó săn chắc hơn. Rồi với một phần nữa là nó có màu vàng đẹp á, mà không biết là đúng hay không nữa, Thi chưa từng làm. Hôm nay là Thi thử nha cả nhà, Thi thử cho nó đẹp hay không. Đây là phần củ cải trắng nha cả nhà. Hôm nay là Thi sẽ làm gỏi củ cải đỏ với củ cải trắng trộn với nhau. Cái dao bào này á, là ba của anh sếp mang từ Việt Nam sang đây nè cả nhà. Ông mang sang đây ông tặng Thi á, tại thấy Thi thích làm bếp á.
Do hôm nay Thi không mua được hành lá, thành ra Thi lấy hành boho nè. Thi sẽ phi lên cái Thi bỏ vô cháo cho nó thơm á. Gà bây giờ chín xong rồi đó cả nhà. Bây giờ Thi lấy gà ra nha. Để hồi mình xé. Xé gà xé khoai. Hồi xưa bên Việt Nam là Thi thích ăn cái món này lắm luôn. Rất là ngon. Mà được mà gà vườn á cả nhà, nó có cái mùi thơm đặc trưng lắm, chứ nó không có giống như gà bên đây đâu. Gà bên đây á, dù là gà vườn đi nữa, nó cũng có cái hương vị nó khác gà Việt Nam mình nha. Này Thi lóc thịt gà nè. Thì không có nấu hết phần thịt, cái phần ức gà Thi không có thích ăn lắm. Thì để dành Thi nấu cái món khác, Thi chỉ nấu đùi với cánh thôi. Thi thích ăn da, thành ra có miếng da Thi cũng không bỏ, Thi bỏ vô trong đây Thi luộc luôn. Còn bây giờ là Thi phi cái phần hành boho nha cả nhà. Thi cho nó thơm, cái mùi nó thơm cũng giống như là hành lá mình vậy đó. Ở bên Pháp này nè cả nhà, nhiều khi không có thể tìm được tất cả các nguyên liệu giống như bên Việt Nam. Thành ra cái mình suy nghĩ ra cách này cách kia, mình thay thế nguyên liệu, mình làm cái món giả chiến ăn cũng khá là ngon luôn á. Lúc trước là Thi có hành lá Thi bỏ ở trong tủ lạnh ngăn đá đó, Thi cắt sẵn, mỗi lần Thi mua nhiều đó. Cái Thi cắt Thi để dành, mà hôm nay thì hết rồi, Thi không có để ý. Thi quên là mình hết, thành ra đi chợ Thi không có mua. Thì ăn đỡ hành boro này đi, nó cũng thơm. Cái phần nước này nè cả nhà, là Thi hồi nãy Thi luộc gà đó, là Thi luộc chung với củ hành tây nè, gừng nè, để cho nó ngọt nước. Bây giờ thì chuẩn bị bỏ gạo vô để làm cháo đó. Để nấu cháo thì Thi sẽ vớt bỏ, vớt cái cặn này ra. Bây giờ là Thi trộn gỏi đó cả nhà. Bữa nay Thi bào rất là nhiều củ cải trắng luôn. Cái phần củ cải đỏ do nó cứng hơn, nó thành ra Thi ngâm ở trong giấm với đường trước khi mà Thi trộn chung với nhau. Đây là cái chai nước mắm nè cả nhà, ở bên đây. Hôm mà đi chợ này Thi không có tìm được chai nước mắm lớn, thành ra tìm được cái chai nhỏ xíu nè. Đó, Thi chế vô một tí xíu nước mắm. Bỏ vô một tí xíu giấm rồi cả nhà. Hôm nay thì Thi không có rau húng nghe cả nhà, thành ra Thi lấy rau ngò gí, Thi sắc Thi bỏ vô. Cái phần gà thịt vàng ống luôn nè cả nhà. Hồi nãy Thi ướp với phần nghệ đó, cái làm cho cái da gà nó vàng nè, nó vàng hơn lúc trước á. Nhìn thấy ngon quá trời luôn á cả nhà. Cái này mà để vô miếng cháo nóng thôi là bả cháy luôn á. Thì sẽ xé ra hết. Thi là mấy cái phần xương thì không bỏ đâu nghe cả nhà. Thi thì thích ăn xương lắm, Thi thích ăn hai cái đầu này nè. Đó. Phải ăn cái phần sụn á. Còn con trai Thi nè, với con gái Thi á, rồi với anh sếp luôn, không ai ăn được hết, chỉ có mình Thi thôi. Bên đây á, người Pháp người ta không có ăn xương được. Thơm lắm luôn á cả nhà. Tuy là nó không có ngon bằng gà Việt Nam mình, cái hương vị nó khác mà nhưng nó thơm nha. Rất là thơm. Cái phần da, đặc biệt là phần da này, da gà ha, cái mình chấm vô nước mắm một cái là nó ngon, thật là ngon. Cái con gà này á, là Thi mua là gà vườn đó cả nhà. Thi mua là 9 mấy gần 10 euro 1 kg á. Cái con gà này gần 2 kg nè, tính ra khoảng 10 18 euro á. Thì cũng có bình luận nói Thi xài 800 euro cho tiền ăn thấy cũng nhiều. Mà thật sự cả nhà, Thi chẳng có ăn cái gì mà sơn hào hải vị đâu, ăn những món bình thường thôi à. Tại vì vật giá bây giờ tầm khoảng 4 tháng nay nó cao lắm luôn, nó không có như ngày trước. Ngày trước là một tuần đi chợ là tầm khoảng 150 euro, 160 euro là ok rồi. Còn 4 tháng nay ha là giá nó tăng cao quá, thành ra là đi chợ mà 150 euro là không có đủ đồ luôn đó. Mua là mua cũng tiết kiệm chứ không có mua gì nhiều hết trơn á. Như cả nhà thấy không, cái con gà này đây là 18 euro rồi nè. Còn nói mình mua gà công nghiệp á, thấy chứ thịt nó bở lắm. Ăn thì mình cũng tùy món, gà công nghiệp thì Thi thấy là chiên nè ăn nó ngon, hoặc là làm mấy cái món tây á thì ăn ngon. Còn nấu cháo mà nấu bằng gà công nghiệp á, thật sự á cái nhà nó không có được ngon. Thành ra cái con gà này là 18 euro nè. Đó, Thi là Thi cắt cái phần ức Thi để riêng ra Thi nấu cái món khác rồi đó. Bây giờ nhà Thi thì chỉ ăn cái phần còn lại, phần đùi, phần cánh thôi nè. Là cả nhà thấy không? Thấy một một phần ăn vậy 10 thì 10.
18 euro đó. Là cũng thì cứ tính cho mình nhân lên đi. 4 người 18 euro á là tính ra là nó cũng ít lắm đó cả nhà. Gia đình của Thi hồi xưa á là gia đình nông, cha mẹ Thi ngày xưa á là làm cũng vất vả lắm chứ. Thành ra chi tiêu cũng tính toán lắm, thành ra Thi có cái thói quen từ hồi nhỏ rồi. Mình tính toán chi tiêu. Mà Thi á là cái tính Thi là hơi xài hơi nhiều hơn mẹ Thi nữa đó nha. Thi xài tiền á, mẹ Thi tiết kiệm hơn Thi nữa. Tiết kiệm mà tính toán kỹ lưỡng lắm, không bao giờ mà để cái gì mà nó tiêu xài hoang phí. Không bao giờ có Thi thì Thi tiêu xài hơi hoang phí hơn mẹ Thi. Đó, xong rồi đó cả nhà. Xong là Thi sẽ bỏ cái phần thịt vào. Cái phần xương Thi để riêng hồi Thi ăn. Trộn lên, hấp dẫn quá cả nhà ơi. Cả nhà thấy không? Thơm phương phức, cái mùi chanh với đường nè, rồi muối nè, rồi nước mắm nó hòa quyện với nhau đó. Với cái phần mà gà mới luộc xong nó còn hơi ấm ấm á cả nhà, rất là ngon luôn. Chưa ý chân này chảy nước miếng rồi. Thôi bây giờ Thi chuẩn bị cái phần cháo. Manovon hả? Rồi để mẹ coi. Còn đây là cái khẩu phần của Thi nha cả nhà. Đây là cái phần xương nè, hồi lên Thi cạp đó, Thi không có bỏ đi đâu. Cả nhà biết không, anh Xíp anh ăn cái món này không phải một lần đâu, ăn nhiều lần rồi. Thành ra đối với anh là món này là món bình thường. Món cháo gà nha cả nhà. Mais c'est que ta vie, il y a le coup, là, si je mets de la salade. Oui, c'est bon, c'est super bien. J'ai oublié aussi. Ça veut peut-être dire que c'est pas bon. Lê Bôi đó, thì ta là món cái chén này á là quà của mẹ anh ship cho Thi á cả nhà. Tại thấy Thi thích ăn ăn đồ nước là nghe cho Thi cái này nè. Lê Bôi ha sao? Thế thì Lê Bét hả? Non. Mais t'as une noix. Wow. Je sais pas. Xương này cả nhà. Thấy. Chaud. Il pleut, il faut froid. Dans la maison, on mange la soupe chaude comme ça. C'est magnifique. Après avoir dormi. Mais je peux pas. Pourquoi on lui laisse pas son amour, Dieu? Parce qu'il y en a pour 5000 dollars. Chúc là sườn dưỡng đi. Món này ngon luôn cả nhà. Còn hết nhất là mấy cái sườn, cái sụn mà. Avant de entrer en contact, t'as déjà mangé, t'as déjà goûté cette soupe? Soupe de riz. Non, jamais. Mais bon, toi, ça va? C'est bon? Oui. Jamais mangé de soupe. Mais c'est bien pour le vent. On n'a jamais fait pour ta maman. Ça, c'est bon. T'as l'œuf? Trước khi gặp Thi là anh Xếp anh chưa từng ăn cái món cháo gà này cả nhà. Là hai bò cơ liền rồi. À bông. Hai bụng rồi mama ta. Tu veux manger un coin de ce pain ou pas? Ou à tartiflette? Dommage que pour la tartiflette, ça va être trop cher.
Pour mieux protéger les miens, j'entends qu'il y aura pas moyen d'utiliser en pharmacie. Votre programme, c'est de la psychologie. Mais ça, la cachette, tout ça. Où être vous-même? Nous réfléchissons de 100%. T'as entendu le mot? T'as peur, mes dents. Quel bruit? Quel bruit? Mais là, Vietnamien, on a les belles dents. Hein. Je peux le mettre pour moi, parce que j'ai toujours les baguettes. Si, pour tout, on te voit. La viande, la viande. Tu veux la peau, hein? Non? Bây giờ tìm cái phao câu ở Việt Nam. Je sais pas en France, il s'appelle comment ça? Le cul. Quoi? Ici ça marche. C'est pas cul. Je sais plus. Hả? Croupion. Croupion. Cái này là croupion mà. Cái phao câu của nhỉ? Thì hỏi anh tiếp về tình chút khác là được. Je veux plus manger. C'est pas le sujet. Leslie, une belle histoire, soyons sages. Elle écoute, lui, il écoute pas. Bon, elle est pas sage. Alors, après, il est 10h, c'est la récréation. Chic, il fait beau, on va bien s'amuser. Qu'est-ce qu'il fait encore, lui? Pourquoi il enlève les feuilles des arbres? Il dit bonjour. Après, il est 11h. Maintenant, chacun a un cran à écrire son prénom. Tu sais écrire ton prénom, toi? Hein? C'est vrai, toi? Et lui? Il déchire. Il est 12h. Midi, l'heure du déjeuner. On a faim. Courons à la cantine. Hein, c'est maman. Non, c'est ça, mais pas ça. Ah, ça, c'est pas bien. Martin, voilà, voilà. Après, il est 13h. Chut, pas de bruit, c'est l'heure de la sieste. Comme toi. Maman, elle fait plus. Ouais, pourquoi tu fais plus la sieste, toi? Hein? Maman, c'est une petite session. Bon, il est 14h. Tous à l'atelier peinture et chacun son pinceau. Mais quand j'ai petit, on n'a pas fait de sieste. Ah bon? Mais c'est juste on a fait longtemps, mais après on ne fait plus. Et quand on était un peu plus petit. Pourquoi? Il est grand. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait grimace. Il est 16h. Youpi, c'est l'heure de rentrer jouer à la maison. Bah, attends, la liste, c'est pas comme. Ah, comme ça. Youpi! C'est l'heure de sortir. Ah, comme ça. Youpi! Remonte la phrase. Oh là là, attends. Il est 17h. Allez! Hop! Il faut bien manger maintenant. Il est 18h. C'est l'heure du bain. Ça se monte, ça. Il est 19h. Quel délicieux dîner pour les petits gourmands. Il est 20h. Un beau livre d'images. Pour lui avant de s'endormir. Et oui, Moon, ça fatigue de faire toujours des bêtises. Ok. Maman, tu sais, comme tira.
Thì cảm ơn cả nhà đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu thích video, cả nhà cho Thi xin một nút thích nha.